Ok, trước tiên cần phải làm rõ một điều, đó là cốt truyện chưa bao giờ là thế mạnh của dòng game Pokemon. Đặc biệt là sau khi trải qua bản Sword Shield thì chắc chắn đa số mọi người đều không đặt quá nhiều kỳ vọng cho Gen 9. Nhưng có vẻ như do không ai đặt kỳ vọng cho nên cái trải nghiệm cốt truyện của Pokemon Scarlet và Violet lại có phần thú vị hơn. Hay đây thực sự là một bước tiến, tuy không xa nhưng mà rất đáng công nhận của Pokemon. Chúng ta hãy cùng sơ lược lại những gì đã xảy ra trong Pokemon Scarlet và Violet để nhận định nhé. Giống như hầu hết các câu chuyện Pokemon khác, nhân vật chính của chúng ta bắt đầu cuộc hành trình từ nhà của mình. Lúc này thì thầy hiệu trưởng Clavel đến tận nhà để tặng cho chúng ta Pokemon khởi đầu. Đồng thời chúng ta cũng được gặp bà chị hàng xóm tên là Nemona, bình thường thì bà này ở ký túc xá của học viện. Nemona là hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là một trong những huấn luyện viên thuộc hàng rank champion của vùng Paldia. Cơ mà chị này kiểu thấy game dễ quá hay sao đấy, nên là lập cái account mới chơi lại từ đầu. Cùng với người chơi thì Nemona cũng chọn lại Pokemon khởi đầu và thách đấu với chúng ta ngay sau đó. Hy vọng anh em ta sẽ là đối thủ xứng tầm với chị. Hiệu trưởng Clavel giao cho Nemona nhiệm vụ là dẫn thằng em đến học viện. Trên đường đi thì họ nghe thấy một tiếng kêu bất thường gần một ngọn hải đăng và tìm thấy một Pokemon kỳ lạ bên bờ biển đang bị một lũ hao đao bao vây. Trông nó có vẻ kiệt sức và thật là tình cờ. Trước khi đi thì mẹ của nhân vật chính có làm cho một cái sandwich ăn đường nên chúng ta cho con Pokemon kia cắn miếng hồi sức. Sau khi no nê, con Pokemon đó đứng dậy tìm vào hang của bọn hao đao để thanh toán. Nhưng mà vì lũ chó săn nó quá đông và nhân vật chính chúng ta thì bánh bèo vô dụng không thể tự bảo vệ được mình, nên con Pokemon bí ẩn kia đã không nỡ bỏ mặc ân nhân và ôm chúng ta tẩu thoát. Ngay sau khi tẩu thoát thì chúng ta gặp một anh giai tên là Arven. Anh này là con trai của vị giáo sư nổi tiếng nhất vùng, đó là giáo sư Sada của bản Scarlet hoặc là giáo sư Turo của bản Violet. Arven đã cho chúng ta biết tên của Pokemon kỳ lạ kia là Coraidon hoặc là Miraidon. Tại vì tôi chơi bản Scarlet cho nên chúng ta cứ mặc định nó là Coraidon nhé. Con Coraidon này vốn là Pokemon của giáo sư và Arven đã thách đấu với nhân vật chính để xem chúng ta có xứng đáng giữ Coraidon hay không, nhưng dĩ nhiên là thua. Sau một hồi lang thang khám phá, chúng ta đến với thành phố Mesakoza, nơi có học viện Naranja nếu ở bản Scarlet hoặc là học viện Uva nếu ở bản Violet. Khi tiến vào học viện, ta gặp một học sinh tên là Penny và xử lý một vài đứa tự xưng là Team Star đang cố gắng mời Penny vào hội. Sau đó không lâu, chúng ta nhận được cuộc gọi từ một nhân vật bí ẩn tự xưng là Cassiopeia với mong muốn hợp tác để đánh bại Team Star khiến cho họ phải giải tán. Hiệu trưởng Clavel gọi nhân vật chính lên văn phòng để nhận một cuộc gọi từ giáo sư Sada hay là giáo sư Turo nếu như ở bản Violet. Giáo sư cho biết con Coraidon mà chúng ta đang mang theo đã gặp một cú sốc tâm lý gì đó khiến cho nó mất hết khả năng chiến đấu và giao con Coraidon đó cho chúng ta chăm sóc. Sau khi mài đít trên ghế nhà trường một thời gian, hiệu trưởng Clavel đã phát động sự kiện Treasure Hunt, đại khái là chuyến trải nghiệm thực tế cho các học sinh tự do khám phá, chinh phục các thứ. Đến đây thì cốt truyện sẽ được chia làm 3 nhánh khác nhau, đó là Victory Road, Starfall Street và Path of the Titan. Ở mạch truyện Victory Road, chủ yếu chúng ta sẽ đi thách đấu với 8 hội quán của vùng Paldia, mang các hệ lần lượt là bọ, cỏ, điện, nước, thường, siêu linh, ma và băng. Công bằng mà nói thì cái hành trình này không có gì ấn tượng lắm. Đơn giản là chúng ta đến từng thành phố, lao vào văn phòng của liên đoàn Pokemon, hoàn thành thử thách nho nhỏ gì đó, sau đó đánh bại thủ lĩnh giành lấy huy hiệu và cuốn gói khỏi thành phố. Thật sự là chỉ có một vài nơi cho chúng ta lý do để quay lại, còn đâu thì nó khá là chóng vánh. Chúng ta cũng được làm quen với những thành viên của Elite Four cũng như nhà vô địch mạnh nhất của vùng là chủ tịch Gita của liên đoàn Pokemon. Sau khi hoàn thành đủ 8 huy hiệu của liên đoàn, căng thẳng vượt qua vòng phỏng vấn thì thật ra Elite Four và Champion cũng chẳng mạnh gì lắm. Kiểu như họ cố tình mang team yếu ra chỉ để kiểm tra xem chúng ta có đủ mạnh để vào Champion rank hay là không, hoặc là họ yếu thật. Được cái an ủi là trận đấu sau đó với Nemona thì bài bản và thử thách hơn rất là nhiều. Starfall Street là con đường đánh bại Team Star. Hội này đều đã từng là nạn nhân của bắt nạt học đường. Họ tụ họp lại với nhau và lên kế hoạch trả đũa đám đông đã bắt nạt họ. Một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra vào khoảng 18 tháng về trước và một lượng học sinh lớn đã bỏ học ngay sau đó, lập nên Team Star với 5 đội nhỏ đứng đầu bởi 5 thủ lĩnh. Giacomo là thủ lĩnh Team Segin, đã từng là hội trưởng hội học sinh. Nhưng mấy chính sách mà anh này đóng góp khá là nghiêm khắc và không được trực quan lắm cho nên không ai ủng hộ. Giacomo đã bị buộc phải từ chức.
Do quá tủi hổ và cô độc, anh ta đã cùng với những người bạn chung cảnh ngộ lập ra Team Star. Mela là thủ lĩnh của Team Streda. Khi còn ở học viện thì chị này đã bị các nữ sinh khác ghen tị bắt nạt chỉ vì quá dễ thương. Mela đã phải thay đổi cả phong cách ăn mặc và tính cách của mình, trở nên cộc cằn thô lỗ chỉ để dừng chuyện đó lại. Atticus là thủ lĩnh Team Navi. Anh này có một niềm đam mê với thiết kế thời trang theo phong cách cổ điển và những học sinh khác không hiểu được sở thích này cho nên quay ra châm chọc Atticus. Anh ta chỉ tìm được những người bạn thực sự thấu hiểu được đam mê của mình ở Team Star. Ortega là thủ lĩnh Team Rajba, vốn là công tử xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng bị tất cả mọi người coi thường và chế giễu bởi vì mọi vấn đề của anh này đều được giải quyết bằng tiền của bố mẹ. Cuối cùng là Eri, thủ lĩnh Team Calf. Có vẻ ngoài cứng rắn mạnh mẽ nhưng thực ra lại là một cô gái vô cùng tốt bụng, xinh đẹp, giỏi thể thao. Khi còn ở học viện, một nữ sinh tên là Carmen đã ghen tị bởi vì Eri chiếm mất ngôi hoa khôi của lớp cho nên đã hùa mọi người và bắt nạt cô. Chớ trêu thay là sau khi bắt nạt Eri chán chê thì chính Carmen lại trở thành mục tiêu tiếp theo của đám đông. Eri không những không thù ghét mà lại còn làm bạn với Carmen rồi chiêu mộ cô về Team Star của mình. Sau cuộc ẩu đả lớn ở học viện, một học sinh bí ẩn đã đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm cho Team Star và đề xuất với hiệu trưởng lúc đó là thầy Harrington đừng phạt những thành viên của nhóm. Học sinh này đã bị gửi về quê ở Gala trong vòng 1.5 năm, còn tất cả thông tin về cuộc ẩu đả đã bị xóa sạch. Đồng thời hiệu trưởng Harrington cũng từ chức vì không hoàn thành được chức trách của mình. Đồng hành trong chiến dịch này với chúng ta còn có Clive, một học sinh mà chắc chắn không phải là hiệu trưởng Clavel hóa trang. Chủ yếu ông này đi theo là để tìm hiểu về nguyên nhân các học sinh bỏ học, cũng như thuyết phục họ quay trở về học viện. Sau khi đánh bại tất cả các thủ lĩnh, ông này lột bỏ lớp hóa trang và hóa ra chính là hiệu trưởng, hoàn toàn bất ngờ. Ông còn tự nhận mình là Cassiopeia cho đến khi bị nhân vật chính đánh bại. Còn Cassiopeia thật sự đã hẹn chúng ta ở sân trường lúc nửa đêm, hóa ra đó chính là Penny, đồng thời cũng là người đứng đầu sáng lập ra Team Star. Sau cuộc ẩu đả hồi 1.5 năm về trước thì Penny đã muốn giải tán Team Star rồi, nhưng mà những thành viên còn lại quá trung thành và kiên quyết giữ team trong suốt khoảng thời gian đó để chờ người bạn của họ. Cuối cùng sau trận đấu với Penny, hiệu trưởng Clavel bất ngờ thay đổi quyết định giải tán Team Star. Thay vào đó, team sẽ có nhiệm vụ mới là trở thành trại huấn luyện cho các học sinh đến để học chiến thuật đặc biệt của họ. Câu chuyện thứ 3 là Path of the Titan. Arven cho biết anh ta đang tìm hiểu về một loại thảo dược quý gọi là Herba Mystica. Trên đường tìm kiếm loại thảo dược này, Arven và người chơi đã phải chiến đấu với những Pokemon khổng lồ gọi là Titan Pokemon. Chúng đã ăn Herba Mystica cho nên được cường hóa mạnh mẽ hơn. Sau khi đánh bại các Titan và lấy được Herba Mystica của chúng, cô Rhydon hoặc là Mirrydon cũng nhờ đó mà dần dần khôi phục lại sức mạnh đã mất. Cloth, Titan hệ đá, sau khi đánh bại thì giúp cho cô Rhydon khôi phục khả năng chạy nhanh. Bombardier, Titan hệ bay, cho phép cô Rhydon có thể bơi lội. Oathworm, Titan hệ thép, giúp cô Rhydon có thể nhảy cao hơn. Gretus ở bản Scarlet hoặc là Iron Thread của bản Violet, một Pokemon kỳ lạ chưa ai biết đến là Titan hệ đất, cho phép cô Rhydon mở khóa khả năng lượn trên không. Dondozo và Tachigiri, Titan hệ rồng, cho phép cô Rhydon có thể leo được lên dốc núi. Trong quá trình này, Herba Mystica cũng giúp cho Mabuschief của Arven hồi phục. Pokemon chó ngao này ban đầu còn không thể cử động, nhưng sau khi ăn đủ 5 loại thảo dược, nó đã có thể chiến đấu bình thường. Arven cùng nhân vật chính quay trở lại ngọn hải đăng nơi họ lần đầu gặp mặt. Ở đây có một phòng thí nghiệm nhỏ vốn là của giáo sư Sada hoặc là Turo ở bản Violet, và họ chính là mẹ hoặc là bố của Arven. Theo lời mô tả của ông con thì tiến sĩ là người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và Arven không nhận được một chút quan tâm nào. Cậu ta chỉ có một người bạn duy nhất là Mabuschief. Giáo sư Sada và Turo vốn rất đam mê nghiên cứu về khu vực Area Zero nằm dưới miệng hố khổng lồ chính giữa vùng Paldea. Chính việc Arven mò xuống dưới đó tìm phụ huynh đã khiến cho Mabuschief bị một sinh vật bí ẩn đả thương chí mạng gần như không thể phục hồi. Và thông qua việc nghiên cứu sách đỏ và sách tím để tìm phương pháp chữa trị, Arven đã biết đến Herba Mystica. Giáo sư lúc này đã gọi điện và tiết lộ rằng mình đang ở dưới đáy sâu nhất của Area Zero, đồng thời có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cần chúng ta xuống tận nơi để giải quyết. Vì đây là một cuộc hành trình đầy gian nan thử thách, có vẻ quá lớn lao với hai đứa học sinh là nhân vật của chúng ta và Arven, cho nên họ đã quyết định rủ thêm hai đứa học sinh nữa đi cùng, đó là Nemona và Penny.
Sau khi hoàn thành 3 mạch truyện vừa kể thì chúng ta sẽ mở khóa được câu chuyện cuối cùng, đó là con đường về, The Way Home. Hành trình xuống đáy Area Zero, nhóm bạn được giáo sư tận tình chỉ dẫn. Nhiệm vụ của họ là tìm đến 4 trạm nghiên cứu và khởi động lại các thiết bị ở trong từng trạm nghiên cứu một. Càng xuống sâu, họ càng bắt gặp nhiều Pokemon kỳ lạ, trong đó có cả Greatus và Iron Thread mà người chơi và Aren đã bắt gặp khi mà chiến đấu với các Titan. Cuối cùng, khi mà nhóm bạn đặt chân đến đáy sâu nhất của Area Zero, giáo sư cho biết những Pokemon này vốn đến từ dòng thời gian khác. Ở bản Scarlet thì là quá khứ, còn ở bản Violet là đến từ tương lai. Vì không thể kiểm soát được số lượng của chúng, nên đoàn nghiên cứu đã phải đóng cửa tòa nhà cuối cùng, giam cầm chúng ở bên trong. Không may là bản thân họ cũng bị kẹt lại ở trong đó, và giờ thì chúng ta phải mở cửa ra mới vào được, nhưng sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Cả nhóm nhất trí mở cửa, một đàn Pokemon quái dị tràn ra. Arven, Nemona và Penny tình nguyện ở lại đối phó với chúng để nhân vật chính có thể tiến vào sâu hơn tìm giáo sư. Khi gặp giáo sư thì khá kỳ cục là bà ta lại tắt chế độ sleep, sau đó thì bị nói vấp liên tục, cuối cùng phải khởi động lại. Hóa ra đó chỉ là một con robot, một AI, trí tuệ nhân tạo được giáo sư tạo ra để làm trợ lý, thừa hưởng toàn bộ ký ức và trí tuệ của giáo sư, còn giáo sư thật thì đã chết từ nhiều năm trước. Giáo sư Sada hoặc là Turo là người rất đam mê những Pokemon đến từ quãng thời gian khác và có ước mơ đưa chúng về thực tại, sống chan hòa với những Pokemon của thời đại này. Giáo sư và AI đã cùng nhau chế tạo ra một cỗ máy thời gian. Tuy không thể đưa con người về quá khứ hay tương lai, nhưng có thể đưa những quả cầu đến những thời điểm khác nhau của dòng thời gian, bắt Pokemon và quay trở lại. Trong số đó chỉ có 2 con Coraidon được đích thân giáo sư đặt tên cho, hoặc là ở bản Violet là Miraidon nhé. Thật không may là giáo sư đã qua đời khi cố gắng ngăn chặn cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa 2 con Coraidon, để lại toàn bộ công trình nghiên cứu cho giáo sư AI. Tuy nhiên AI không đồng tình với quan điểm của giáo sư cho lắm, cho rằng những Pokemon này không thuộc về thực tại, tin rằng chúng sẽ giày xéo và phá nát hệ sinh thái của Paldea nếu như được thả tự do khỏi Area Zero, cho nên đã quyết định giam cầm chúng ở nơi đây. Bản thân AI hoạt động được là nhờ có năng lượng của những khối pha lê dưới đáy Area Zero, cho nên không thể rời khỏi nơi này. Chìa khóa để đóng cỗ máy thời gian lại là cuốn sách đỏ ở phòng thí nghiệm hải đăng, cho nên nó đã mạo danh giáo sư, cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài cho đến khi tìm được người đủ 2 điều kiện để trợ giúp. Một là phải có cuốn sách đỏ, hai là phải mang theo Coraidon đã được phục hồi hoàn toàn sức mạnh. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều Pokemon từ các nhánh thời gian khác nhau vẫn tiếp tục được gửi về, đồng thời bắt đầu có những Pokemon tìm được đường thoát ra khỏi Area Zero, đó chính là Greatus Titan và con Coraidon thua cuộc mà cuối cùng đã gặp nhân vật chính ở bãi biển. Sau khi giải thích tất cả mọi chuyện cho nhân vật chính, giáo sư AI nhờ chúng ta tắt cỗ máy thời gian, cũng không quên cảnh báo rằng nó đã được lập trình để bảo vệ cỗ máy bằng mọi giá, cho nên người chơi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu một khi chế độ bảo vệ được kích hoạt. Đội hình của giáo sư AI bao gồm 6 Paradox Pokemon được cỗ máy thời gian gửi đến, thực sự là một cuộc chiến khó nhằn. Thậm chí sau khi đánh bại 6 Pokemon này, chúng ta vẫn phải đấu một trận nữa với con Coraidon còn lại. Lúc này chế độ phòng vệ đặc biệt được kích hoạt, tất cả Pokemon của mọi người đều bị khóa và không thể tung Pokemon nào ra chiến đấu tiếp. Chỉ có những quả cầu mang ID của giáo sư mới có thể hoạt động bình thường, trong đó có quả cầu chứa con Coraidon mà chúng ta luôn mang bên người. Nó đã phải vượt qua nỗi sợ hãi và đối mặt với kẻ đã đánh bại mình trước kia. Đến cái đoạn này thì kịch bản đã định sẵn cho nhân vật chính thắng cuộc nhờ sức mạnh tình bạn, cho nên là cũng không có gì kịch tính lắm. Sau cùng thì tình cảm của giáo sư dành cho Arven vốn cũng được truyền tải sang AI đã khiến nó hết ý chí chiến đấu. Nó nhận ra rằng chừng nào bản thân còn tồn tại thì hệ thống bảo vệ sẽ luôn luôn được kích hoạt. Pokemon mà nó có thể sử dụng vẫn có thể chui ra từ cỗ máy thời gian đến vô hạn mà mọi người thì không thể chiến đấu mãi được. Giáo sư AI đã từng nguyện hy sinh bản thân bằng cách chui vào trong cỗ máy thời gian để nhân vật chính có thể tắt được máy. Nó cũng không quên nói rằng nó rất ghen tị với chúng ta vì được tự do lựa chọn con đường của mình các kiểu và nói với Arven rằng thật ra phụ huynh rất yêu thương cậu ta. Và đại khái đến đó là hết phần 1. Còn phần 2 hay là phần 3 của câu chuyện này thì chúng ta sẽ phải đợi đến DLC trong tương lai. Được biết rằng nhân vật trọng tâm sẽ là Pokemon huyền thoại thứ 3 mà vốn đã được dự định cho vào postgame nhưng cuối cùng lại bị delay lại cho DLC, chắc là tiến độ không kịp hay là gì đấy. Và ngoài ra vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá, ví dụ như những ký hiệu này có ý nghĩa gì, cánh cửa này dẫn đi đâu, tại sao Pokemon Paradox lại không được gọi là Pokemon quá khứ hay là tương lai cho đơn giản mà lại là Pokemon nghịch lý.
Nếu như niềm cảm hứng của giáo sư Sada và Turo tạo ra cỗ máy thời gian là những Pokemon Paradox được vẽ trong sách tím và sách đỏ, vậy trước khi cỗ máy thời gian được tạo ra, cái ông viết sách đã nhìn thấy chúng nó ở đâu để mà vẽ? Vậy thì những Pokemon này có thực sự đến từ quá khứ hay tương lai hay không? Và cỗ máy thời gian có thực sự phải là một cỗ máy thời gian hay không? Anh em mình cứ phải chờ đợi mới biết được nhá. Giờ thì cảm ơn anh em đã chú ý đến video này và theo dõi hết nó. Tôi rất hy vọng sẽ được cùng anh em khám phá tiếp câu chuyện ngay khi mà nó ra mắt. Bây giờ thì tôi sẽ phải hẹn gặp lại anh em trong những video sau vậy. Stay cool!